Hi, xin chào các bạn. Giang TV xin chào các bạn. Hôm nay Giang sẽ nói dùng lịch ngữ nói về cái clip này nhé. Đề tài hôm nay Giang muốn nói là đề tài văn hóa, ứng xử, thái độ và hành động của người Việt với trước dịch bệnh Corona tại Vũ Hán. Trước khi đi vào đề tài, chúng Giang sẽ cập nhật cho các bạn một số thông tin mới nhất về virus corona. Hiện nay hôm nay là ngày 29 tháng 1, tức là mùng 5 Tết. Vào thời điểm này thì chỉ một đêm qua thôi, như Giang đã nói vào cái chương trình hôm qua, con số nhân gấp cả ngàn lần nha, gấp 3.000 lần số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona đã tăng gấp 3 lần. Người dân trên thế giới thực sự lo lắng và căng thẳng. Đến hôm nay là đã có 132 người chết. Tây Tạng ghi nhận ca đầu tiên. Đó là thông tin của báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay. Trưa ngày hôm nay là Tây Tạng đã có ca nhiễm ca virus đầu tiên về virus corona. Theo đài CNC của Mỹ là chính quyền Trung Quốc hôm nay ngày 29 tháng 1 đã xác nhận đã có ca nhiễm virus corona Vũ Hán đầu tiên tại Tây Tạng, khu vực mà duy nhất trước đó tại Trung Quốc đã né được chủng virus corona này. Số người chết vì bệnh hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại Trung Quốc là 132 người. Số ca nhiễm mới đã khẳng định lên tới 6.000 trường hợp. 6.000 trường hợp. Và chính xác là 5.974 người theo số liệu công bố ngày 29 tháng 1 của Ủy ban Quốc gia Trung Quốc. Hầu hết các ca lây bệnh được xác nhận tại đây tới nay tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nơi mà thành phố Vũ Hán là tổng phát dịch bệnh đầu tiên. Thái Lan hiện nay là ghi nhận là 14 ca, Hồng Kông 8 ca, Mỹ, Đài Loan, Úc, Macau mỗi nơi 5 ca, Singapore, Hàn Quốc, Malaysia mỗi nước 4 ca, Nhật Bản 7 ca, Pháp 4 ca, Canada 3 ca, Việt Nam 2 ca, Nepal, Campuchia, Đức mỗi nơi có 1 ca. Mỹ đang mở rộng công tác tầm soát phòng dịch với hành khách đến từ Vũ Hán. Hầu như trên thế giới này tôi thấy rằng là các sân bay, các nẻo đường biên giới đều mở rộng cái tầm soát với cái corona Vũ Hán này. Và cái tin mới nhất là sau rất nhiều lần đề nghị thì ngày 28 tháng 1 chính quyền Trung Quốc đã đồng ý cho phép nhóm chuyên gia Trung Quốc với sự điều phối của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tới Trung Quốc để nghiên cứu và tìm kiếm phương pháp kiểm soát. Về vaccine thì các nước Mỹ và ít nhất trên toàn thế giới, trong đó có Anh, Hồng Kông, Trung Quốc đã cực lực nghiên cứu bào chế loại vaccine có khả năng ngăn chặn virus corona lây lan. Các nhà khoa học thuộc cơ quan chính phủ như các chuyên gia đang làm việc tại ba công ty Johnson và Johnson này, Moderna, Therapeutics, Inovius, Pharmaceutical đang khẩn trương nghiên cứu một loại vaccine phòng chống lây lan. Theo thông tin mới nhất tôi nhận từ Đài Phượng Hoàng của Trung Quốc thì Trung Quốc đã nghiên cứu ra được cái virus, tức là virus corona. Thế thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái đề tài văn hóa, ứng xử, thái độ và hành động của người Việt với virus corona Vũ Hán như thế nào nhé. Đề tài này là tương đối là nhạy cảm. Nếu các bạn nào mà không muốn nghe thì
thì xin mời ra ngoài. Các bạn mà cầu tiến muốn nghe cái chương trình của Gian TV thì xin người mời các bạn vào đây để đóng góp thêm ý kiến nha. Trước tiên thì tôi xin giới thiệu sơ qua về bản thân tôi là một người chuyên làm về trong lĩnh vực du lịch, cũng đi trên 20 nước trên thế giới. Về cái lãnh thổ Việt Nam thì tôi cũng đi từ Bắc chí Nam, Bắc Trung Nam nói đúng hơn. Tôi cũng có một cái thời gian rất lâu sống tại Hà Nội, miền Trung, Sài Gòn. Tôi cũng ở nước ngoài, cũng đi về lại lại thường xuyên tại Việt Nam. Thì trước tiên chúng ta nói về cái văn hóa của người Việt trước cái đại. Cái gì mà liên quan đến về Trung Quốc đó thì người Việt Nam, miền Bắc Việt Nam đó có cái sự phản ứng lớn nhất, và họ dùng những cái tiếng gọi như là dèm pha, như là họ gọi là chẹt, ba tàu, khửa, tàu khửa và vân vân. Hãy đụng đến một cái gì đó thì họ đều chửi bằng hai từ là DM nha, DM tàu khửa rồi nọ kia vân vân. Còn về cái văn hóa của người Việt Nam miền Trung đó thì họ thường xuyên dùng cái từ gọi là ba tàu hoặc là ba chèn. Thì trong miền Nam cuộc sống diễn biến hàng ngày thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì hệ động đến cái gì liên quan đến Trung Quốc thì họ cũng đều gọi là ba tàu và ba chèn. Ba tàu thì từ đó sử dụng được rất là nhiều. Xin thưa các bạn, tôi có một cái thời gian rất lâu để xem cái chương trình Paris by Night của Nguyễn Ngọc Nhạc và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Tôi cũng từng đã là góp ý kiến với ông Nguyễn Ngọc Nhạc là hãy bớt nói cái chữ ba tàu đi, bởi vì tôi cũng đã nghiên cứu và tìm những cái cuốn sách ở trên thế giới và thậm chí là những cái cuốn từ điển trên thế giới, không có một cái từ nào của cái gọi là nước ba tàu hay là những tàu cả. Chỉ có là người ta gọi là người khoan hay là người chung, những cái người mà sống ở các nước, người Hoa mà sống tại các nước họ di cư lâu rồi đó, thì trong tiếng Anh gọi là Chinese Overseas hoặc là Chinese Tech, tức là Hoa Kiều đó. Thì tôi cũng chưa có xem được một cái cuốn từ điển nào trên thế giới họ ghi hai chữ ba tàu cả. Chỉ có riêng người Việt Nam thì dùng cái tiếng giảm pha và thân nghiệp hay gọi người Hoa bằng ba tàu. Các bạn thân mến, tôi nói đây là tương đối là nhạy cảm, tôi không có một cái thái độ miệt thị phân biệt chủng tộc. Ví dụ ở những cái xã hội Việt Nam, người Việt thì gọi người Hoa là ba tàu. Mà nếu có thật sự tôn trọng một tí xíu thì qua cửa Mỹ, người Bắc người ta hay là gọi là người Trung Quốc đó. Nhưng trong thâm tâm tồn tại trên cả ngàn năm văn hóa Việt Nam, hai chữ ba tàu không thể nào xóa khỏi cái tâm khảm của người Việt Nam. Cũng như là người Việt gọi người Khmer bằng là người Miên, họ không thích. Và ngược lại là người Campuchia gọi người Việt Nam bằng Jun. Thôi thì chúng ta sống trong một cái cuộc sống, một cái xã hội Việt Nam này, nó tồn tại cái quá khứ văn hóa đã thật sự đã lâu, tiềm ẩn trong cái tri óc của người Việt Nam từ ngàn đời. Thì chúng ta khoan nói đến cái vấn đề chính trị, tôi đặc biệt là không thích một chút nào hết liên quan đến vấn đề chính trị. Các bạn đừng xem lẫn cái chính trị vào cái câu chuyện ngày hôm nay nhé. Tôi thường xuyên tiếp xúc với những cái đoàn khách nước ngoài, nhất là người Trung Quốc. Tôi cũng có giải thích cho họ nghe, nhưng mà đó là một cái văn hóa và lịch sử để lại cho hai nước. Chỉ một mình tôi
khó có thể gỡ cái mối thuận lập này ra lắm các bạn ạ. Cho nên khi các bạn nghe cái clip này rồi đó, các bạn thay đổi cái quan niệm và suy nghĩ của mình để ứng xử cho nó một cách nhẹ nhàng hơn các bạn nhé. Chúng ta hôm nay là bắt đầu đi vào đề tài chính, văn hóa, ứng xử, hành động của người Việt Nam với chủng virus Corona tại Vũ Hán. Trong những ngày vừa qua, nhất là từ những ngày 28 Tết trở lên, tôi cũng đã được từng dẫn những cái đoàn đi mua khẩu trang. Hiện nay khi giá khẩu trang của các tỉnh thuốc Tây, đặc biệt là đêm 28-29 ở Việt Nam 30 tăng gấp nhiều lần. Một hộp khẩu trang bình thường là bán 40.000, 50.000 thôi. Đến hôm đó tôi mua cho khách là họ phân ra bán đến 80.000, 100.000, thậm chí có nơi bán đến 200.000 một hộp. Trong khi Việt Nam bán khẩu trang tăng giá là khẩu trang làm giả nhiều. Nhưng các bạn thấy rằng là một cái thông tin mới của Đài Phượng Hoàng Tứ Xuyên đưa tin là Nhật họ lại giảm giá khẩu trang để giúp đỡ người dân. Các ca nhiễm virus cũng được hỗ trợ 100% chi phí viện phí tại Nhật. Ngày mai, tức là ngày hôm nay, tối qua Đài Phượng Hoàng của Trung Quốc, Đài Trung ương của Tứ Xuyên đưa tin, tôi đã có phát xem, thì ngày mai, tức là ngày hôm nay, ngày 29 tháng 1 là có 1.000 bác sĩ y tá người Nhật đến Vũ Hán mang theo 100.000 khẩu trang miễn phí chung tay giúp đỡ người Trung Quốc. Người Việt Nam chúng ta nghĩ sao? Thay vì ngồi nói xấu và chửi bới, chửi rủa người Trung Quốc, thì chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Bệnh dịch là cái bệnh mà không ai mong muốn, là nỗi đau chung toàn cầu. Chừng nào họ còn bệnh thì chúng ta cũng không ai an tâm, phải không bạn? Bởi vì cái tốc độ của lây lan của cái Corona rất là nhanh. Vũ Hán là một cái thành phố rất lớn, rất phát triển. Vừa qua, người Việt Nam mình, nhất là những cái clip làm ăn theo để câu like, các bạn thấy đó, ở người Việt Nam mình mà, nhất là cái vùng quê trình độ dân trí thấp, mà cái gì hệ liên quan tới, nào là giang hồ nè, nào là xin lỗi nha, chó dính lão nè, nào là những cái gì tầm bậy tầm bạ tám, những cái thông tin không tốt, tức là thông tin tuyệt đó, thì rất nhiều người xem. Mà nếu bạn làm một clip mà có văn hóa một chút xíu, nhâm thanh một chút xíu đó, người Việt sẽ vào chửi bạn, cho dù đó là đúng hoặc là sai. Tôi điển hình cho các bạn xem là một cái video người Việt hiện nay ăn theo là đưa lên trên mạng, không phải là trường của người Vũ Hán, người Trung Quốc. Mà video đó là một cái MC blogger người Trung Quốc. Video này nằm trong cái series chương trình thực tế mang tên là Nhật ký du lịch vòng quanh thế giới, do Quân Mộng Vân sản xuất năm 2017. Khi đó nữ MC và ekip của mình đã đến Palau, một quần đảo phía Tây Thái Bình Dương, trải nghiệm đặc sản địa phương và món thịt dê. Thế thì người Việt Nam có bao nhiêu người biết về cái chuyện này, hoặc là đã biết nhưng mà cố tình để làm ra cái clip này để nhằm chửi bới, gièm pha chửi bới người Trung Quốc. Đó là cái tật hư thói xấu của người Việt Nam. Nói đúng ra đó, khu vực châu Á thì trong đó có Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện, những cái nước xung quanh có thói quen ăn các loại động vật hoang dã và những con vật
ghê rợn không thua gì người Trung Quốc. Ví dụ như là người Bắc ở Việt Nam thích ăn thịt chó, người Công giáo Bắc Nam Tư họ rất ăn thích ăn thịt chó, người miền Trung và miền Nam con gì cũng ăn hết, nhất là người miền Nam con rùa, con rắn, con ếch, con nhái, con dơi, con gì đó, phàm thứ gì ăn thứ đó. Nhưng tại sao ba các bạn không làm một clip để chửi những người đó, mà đặc biệt là chủ yếu lợi dụng những nhận thông tin fake news của người ta đã qua xào nấu lại để chủ yếu là chửi người Trung Quốc. Bởi vậy, thay vì chúng ta ngồi chỉ trích, bơi móc, cạnh khóe nhau, thì chúng ta cùng học tập người Nhật và nhắc nhở nhau, cùng nâng cao ý thức cộng đồng, chia sẻ các biện pháp phòng ngừa chữa bệnh. Nếu có thể thì cùng nhau đóng góp một chút tiền, một chút của cải, một tấm lòng để tất cả mọi người ở trên cái cõi đời này vượt qua thời gian khó khăn nhất. Nếu mà dịch bệnh thật sự xảy ra với đất nước Việt Nam nói riêng và cả cộng đồng thế giới và người nói chung, thì cách tốt nhất để mà tránh tai họa thì chỉ có thể là đồng lòng đồng sức thôi các bạn ạ. Ngay cả vừa rồi tôi nói về cái tấm nhân từ của đất nước người Nhật mà chúng ta cần phải học hỏi. Cộng thêm đây tôi cho các bạn xem một cái thông tin mới, là ngày hôm nay là ngày 29 tháng 1, cựu tổng thống Mã Anh Cửu của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan, hôm nay ông ta có nói một câu, tôi mở cho các bạn nghe nhé. Ông ta nói một câu, sự việc trở nhân đạo đừng nên lẫn lộn về chính trị. Cho nên chính phủ của tôi nghĩ rằng là nên nhanh chóng đến giúp đỡ người dân Trung Quốc. Các bạn thấy đấy, còn người Việt Nam chúng ta thì sao? Tôi có xem qua những cái báo mạng cách đây 2 ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có lời chia buồn đến với người dân Trung Quốc. Đề tài này đến đây xin chấm dứt. Các bạn hãy cho ra một ý kiến comment nhé. Xin chào, xin gặp lại các bạn tại chương trình sau. Nhớ like, đăng ký và share cho Giang.